Cả nhà mới chiều á, chị hai chồng đi gặp cả nhà. Đi đặt theo vườn nhãn đây, vườn nhãn nè. Nhãn trồng lâu rồi mà người ta chăm sóc á, rồi quá đùm rồi, không có trái không bông gì hết. Ta bỏ liều không? Cặp bên là vườn xài, người ta muốn gỗng nè. Gỗng nhìn là tưới nước có mưa rồi, chứ đó người ta tưới nước xài rồi. Vừa vườn nhãn, vừa ổi luôn, lộn xộn. Mà người ta bỏ liều đó cả nhà, nên nó không có bông không cháy chứ. Dưới thì cỏ mịt mù. Nhìn qua như những đồi núi. Mình đặt gì nè cả nhà, đặt tối không mới thăm, có mơ sáng thăm cử một rồi. Hôm nay đặt dễ yếu quá. Đó, vườn cây trời luôn, không có trái. Chào nhà cả nhà, hẹn ở nhà vào sáng ngày mai nha. Có chủ chụp quay ở nhà mình xem. Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng nay trồng thêm một chục cả nhà. Sáng vô mới vô gãy cái đầu tiên, hai cái đầu tiên dính đường con cả nhà. Đó. Mình chục một kỳ luôn. Đặt thuốc bên kia nữa cả nhà. Cô nhân tiên qua cho nhà mình xem hết cả nhà. Nhìn tóm này gặp rồi cả nhà. Dưới đường chỗ nữa kìa. Ngồi trong ngóc kìa. Mình có tiếp trên này luôn. Đây được con rùa nữa cả nhà. Này cái với đừng còn chục lứa. Cái này dính luôn đó hay à? Dính nè, hai con luôn. Hai con luôn hả? Cái này tung mà không dính cả nhà. Cái này mặt đất mà không dính nè. Đâu hai con đâu? Bự không? Ừ. Có dính là được à? Miễn sao là dính. Ừ. Bự đó được à? Đây cả nhà, dính hai. Đặt hai cái hai bên dính hai con. À. Đây dính hai con nữa cả nhà. À, nằm rồi. Đây con nữa nè. Một cái hai con. Ở đây hai cái bắt đầu dính đường con rồi cả nhà. Cái quay đầu dính được một em. Đó,
như này hai cái nên có chạy không đó. Không chạy à, giờ còn yếu gan. Giờ theo cái nhà hay giấu cái mày nè, cái đứa con chuột nè. Này dính 20 lứa nữa. Chụp lớn một lớn nữa coi. Thế này đi. Dính chuột này cả nhà. Bữa cái này mình đặt chỏi vào cái cây nè, chuột vô nó mặc mà nó chỏi vô cái cây luôn nè cả nhà nè. Thất bại à. Bữa cả nhà. Trong đó hai cái luôn rồi, dính được lúa nữa. Chút cơ mày. Anh làm đá không? Dính là dính nhục lúa không cả nhà, mini nữa. Quả lớn, quả lớn. Bốn em rồi đó. Đó. Còn nữa coi bên kia nữa. Hai cái này không dính à. Đã cái khu này có 10 cái hay gì, 10 cái vậy hết 8-40 cục lúa nhỏ à. Này dính chục bụi nữa nha. Dính được 1 cái nó mà không dính. Gặp phải 10 cái này hết rồi cả nhà. Còn khu bên kia ở đây hai cái dính được con chuột cả nhà. Em nó xưa vào cây luôn. Dính chuột cả nhà. Chuột nữa. Cái bên này dính được con lắm. Trang vũ chơi nhảy hip hop luôn nè cả nhà. Đó, nhảy hip hop luôn. Chơi lộn đầu luôn.
chuột cả nhà, em ấy ngồi trong ngóc. Hai cái với được con. Ăn cơm chuột mà không cho chuột chạy cái máu cả nhà. Nãy giờ chạy được mấy con gắn mối rồi đó. Này không chạy luôn. Giờ này mới có 6 giờ mấy mà không nắng quá trời nắng luôn à. Đây vườn cây là chặt chân mấy vườn. Thành quả của ngày 23 nè cả nhà, chỉ được 2 cái ngoài vậy đó. Chào cả nhà nghe, hẹn cả nhà video theo mình cả nhà. Dạ mình đang thu ship gặp vô nè, quẩy về.